Từ lúc mình lập sai game tới giờ không 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 ít bạn nhắn tin hỏi mình là anh ơi, à, làm game có cần phải giỏi toán hay không hay là có giỏi vật lý hay không? Thì hầu hết chứ là phải hầu hết mà toàn bộ câu trả lời mình dành cho các bạn đều là không. Chúng ta không cần phải giỏi toán, không cần phải giỏi vật lý mới có thể làm được game. Đấy, có hai lý do. Lý do thứ nhất là ở ngoài kia có đầy những người giỏi toán giỏi vật lý, họ làm sẵn thư viện cho chúng ta rồi, ốc về xài thôi. Và cái đấy không có gì là xấu, không có gì gọi là 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 kém cả, phải cái bình bình thường. Lý do thứ hai là không cần giỏi toán. Chúng ta luôn luôn có những cách để giải quyết những cái vấn đề trước mắt. Đấy. Toán học hay là phương trình không phải là cách duy nhất để giải quyết cái vấn đề. Đấy. Hôm nay mình sẽ ví dụ cho anh em xem. Thì đây là tập 10 phút đúng không? thì cái clip một tiếng của tập 10 phút này nếu anh em xem anh em thấy mình rất là vất vả khó khăn để hoàn thiện cái giải thuật và thậm chí tới cuối cuối clip đẹp lóc một tiếng mình cũng chưa hoàn thiện được cái giải thuật mình mong muốn mình phải tập bỏ đi xe lại một lần ở trong cái clip 10 phút một tiếng đấy nên nó tốn thời gian thì lý do tại sao mình làm mãi không xong mà phải đập bỏ rồi tới cuối cùng không xong là gì là mình dốt toán Đó. mình dốt toán tại sao bởi vì rất là lâu rồi cái bộ não của mình nó không có tư duy theo kiểu tán học cho nên là nó rất là chậm nó rất là chậm và làm cái gì á mình cũng phải show ra hết trên này mình phải nhìn thấy bằng mắt thì mình mới làm tiếp được chứ mình không có cái kiểu là tính toán một cái gì đó rất là cao siêu ở trong đầu xong rồi ngồi xuống viết rồi làm code chạy luôn Đấy. trong discord có những bạn chia sẻ với mình rằng là uh, bạn ấy không làm kiểu giống như với mình được là không phải cái gì nó cũng lôi ra trước mặt hết được mà bạn ấy phải ngồi xuống bạn ấy tính toán rất là kỹ trong đầu rồi các bạn mới ngồi xuống một viết một lèo luôn bạn nào làm được như vậy bạn ấy cực kỳ giỏi bạn ấy là có tố chất về, về toán học tức là trong thời gian đi học bạn ấy sử dụng bộ não của bạn để tính toán nhẩm trong đầu rất là nhiều thứ rồi bạn mới giỏi và và khi làm các bạn sẽ được lợi thế rất là cao đấy thì đấy là ưu điểm của những cái bạn giỏi toán các bạn làm game rất là nhanh và rất là ok về mặt giải thuật hãy tuy nhiên cái gì nó cũng có hai mặt của nó các bạn à, không có tốt xấu không đúng sai nhé ở đây, ở đây không phải là mình chê những bạn đang học giỏi hay trù dập là học giỏi mình chỉ tối quan điểm của mình thôi Thứ nhất là những cái giải thuật mà những bạn giỏi toán làm ra thì khẳng định luôn là chỉ có những bạn giỏi toán mới hiểu được thôi. Còn anh em nông dân như chúng ta, anh em nông dân của chúng ta rất là khó để hiểu được cái giải thuật đó. Nó cũng giống như câu chuyện khi mình hỏi ChatGPT cái giải thuật của 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 giải thuật kịp đường này này thì ChatGPT nó đưa cho mình một cái giải thuật rất là à, gọi là rất là khó hiểu. Thật ra nó khó hiểu đối với mình thôi chứ còn những người nào mà học giỏi học nào mà học học, học lập trình giỏi à, học toán giỏi tư duy logic giỏi họ rất là nhanh họ hiểu được cái đấy bởi vì đó là cái level khác của bộ não nhưng mình à, level thấp mình rất là khó hiểu được mình phải ngồi xuống mình test rồi mình phải moi hết tất cả mọi thứ ra như thế này mình mới hiểu được thì đấy là cái nhược điểm của cái giải thuật do những người giỏi toán làm ra các bạn có hiểu là nếu như 100 người lập trình viên ấy mà trong đó 50% là những người không giỏi toán và 50% là người giỏi toán gì thì cái, cái giải thuật do những người giỏi toán làm ra sẽ rất khó hiểu đối với 50 phần trăm những người còn lại đấy chính là nhược điểm của những cái giải thuật giỏi toán còn ở đây ở đây mình mình chia sẻ luôn là cũng một thời gian mình cảm thấy hơi bị tuổi thân là mình không giỏi bằng người ta ở mình không 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 giống như con nhà người ta ở được 10 điểm được đi học trường này trường nọ rồi thành tích rất là cao lúc đi học mình học rất là dốt hay như vậy thì mình rất là tuổi thân nhưng mà mình mặc kệ phải đi làm thôi thì trong thời gian mình làm trong thời gian mình làm game mình đã phát hiện ra cái nhược điểm của mình hóa ra nó lại trở thành một cái ưu điểm tại vì sao bởi vì chính vì mình không thể tư duy theo kiểu giải toán cho nên là cái gì mình cũng phải lôi ra hết ngoài màn hình này để mình nhìn bằng thấy mình thấy rồi mình hiểu rồi thì mình mới làm tiếp được cho nên, là, cho nên là mình làm chậm hơn những cái bạn giỏi rất là nhiều tuy nhiên ưu điểm ở đây là gì ưu điểm ở đây là 100 người đó 100 người lập trình viên đó bao gồm cả 50 người không giỏi toán có thể hiểu được cái cốt của mình bởi vì cái cốt đấy là cùng level với họ mà 50 người không giỏi toán hiểu được thì chắc chắn là 50 người giỏi toán còn lại đều hiểu có nghĩa là số lượng người tiếp cận được cốt của mình nó cao hơn so với những người giỏi toán đấy, đấy, đấy là cái quan điểm của mình nhé và và mình sẽ mình sẽ show cho anh em thấy là mình làm cái cốt nó như thế nào nếu như người bình thường ấy những người giỏi toán á họ không bao giờ cần show ra như mình đâu họ làm như chat CPT ấy, họ để direction uh, hai cái nốt rồi họ hiểu ở trong đầu và khi mà tính toán khi mà tính toán cái hướng đi của hai nốt với nhau á họ cũng không cần phải show như mình nhưng mình ở đây anh em thấy nhé ở dụ ở đây mình có ví dụ cho anh em xem nhé mình vừa bấm cái đường đi đây đúng không thì đây là đường đi này à, chỉ là đường đi này thì đi từ nốt 10 tới tới, tới nốt 10 10 là chúng ta xem nhé 10 10 đây à, mình nhìn thấy luôn này Đấy thì từ 9 10 tới 10 10 là đi sang phải. À, nhìn là thấy luôn. Không cần phải tư duy, không cần phải gì cả thì đấy là cái ưu điểm mà bộ cốt mình làm ra, bộ cốt của một người không giỏi lập trình uh, sorry không giỏi về toán học làm ra và nó rất là dễ hiểu. Và tại sao mình chia sẻ câu chuyện này? Tại sao mình chia sẻ câu chuyện này? Bởi vì mình muốn những anh em đang không giỏi toán ngoài kia hay những anh em nào đang có trình độ kém ngoài kia cũng không có gì phải tuổi thân cả. ờ à, như bản thân mình ấy chốt toán là trong bộ cốt rất là rực là thậm chí là trong cái series này có từng có bạn comment trong clip của mình bảo là sao anh phức tạp hóa vấn đề thế các kiểu các kiểu nhưng mà mình không bao giờ xem đó là một cái gọi là một cái phải tự ti cả bởi vì đã từ lâu mình đã xác nhận luôn cái tính uh, phân tích vấn đề sâu cái tính mà làm chậm rồi làm phức tạp hóa vấn đề của mình lên kết quả của nó sẽ giúp cho cái đạo cốt nó dễ hiểu bởi vì nó có rất nhiều thứ có vào mắt ngay bây giờ để là cái mình chia sẻ clip hôm nay còn nội dung thì nó không có gì nhiều nó chỉ có nội, nội dung của cái thử thách này này nó chỉ có đạt được một cái thành tựu mà mình 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 nói trong ngày hôm nay đó chính là cái trên này à, đó là mình biết được là từ cái nốt nào tới cái nốt nào là đi hướng nào và cụ, cụ thể làm như thế nào thì anh em sẽ đắp lóc mình ví dụ thêm một cái cho anh em xem dù cái nốt uh, nốt cuối cùng này là nó đi từ 7 17 sang 7 16 thì chúng ta tìm nhá à, chính xác hơn nữa là 16 7 ngược lại đây nó là mười uh, 16 7 167 đây 167 là nó đến từ cái nốt nào đến từ nốt này đó. form nốt form nốt 177 đấy tu nốt 167 đây thì nó là đi sang trái đi sang trái đúng luôn và anh em không tin anh em kéo quét về anh em kiểm tra tất cả các nốt nó đều chuẩn hết thì đấy là thành tựu duy nhất mình đạt được trong cái clip 10 uh, một tiếng develop. còn lại là một cái sự gọi là <laughs> chậm chạp và thất bại trong lập trình mình phải review lại tất cả rất nhiều thứ thì đấy là là vấn đề chưa đạt được nhưng mà clip sau chắc chắn sẽ đạt được thế nhá clip hôm nay chỉ chia sẻ như vậy thôi hẹn anh em ở tập tiếp theo